Xin kính chào quý mệnh chủ đang coi video này. Tại sao chúng ta phải tìm người xông đất và tìm ai hợp để xông đây? Kênh Phong Thủy Trịnh Phương sẽ giải đáp tất cả. Chỉ mong quý mệnh chủ xin hãy coi hết video này. Người xưa quan niệm rằng việc xông đất hay xông nhà có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh, tài lộc của gia chủ trong năm đó. Nếu tìm được người xông đất tốt, hợp tuổi thì làm ăn nên ra mọi chuyện tốt lành. Nếu gặp người xông đất không hợp với gia chủ thì cả năm đó sẽ gặp khó khăn, không may mắn. Sau đây là tất cả các tuổi để quý mệnh chủ chọn từ thiên can, địa chi, ngũ hành và cung phi. Sau đây những điều kiêng kỵ cần chú ý khi xông đất. Xông đất là phong tục cầu mong may mắn, phúc khí cho gia đạo. Do đó, việc xông đất sẽ phải lưu ý một số điều kiêng kỵ sau đây để ý nghĩa xông đất được trọn vẹn. Nữ giới, trẻ em, nếu không phải gia chủ trực tiếp mời thì không nên đến nhà người khác xông đất. Khi đến chúc Tết nên đi theo thứ tự, người nam bước vào nhà trước, người nữ và trẻ em vào sau. Nhà có tang hoặc năm vừa có người ốm đau hoặc nạn thì tránh đến nhà người khác xông đất, sớm sẽ khiến gia chủ không vui. Không đến nhà người khác lúc giao thừa hoặc sáng sớm. Thời điểm thích hợp nhất đến từ chiều ngày mùng 1 trở đi. Tốt nhất vẫn là nên sau ngày mùng 1. Người xung khắc, kỳ tuổi gia chủ không nên đến xông đất. Phụ nữ mang thai hoặc đang đến tháng quá chồng cũng không được xông đất. Khi đến xông đất không nên mặc đồ đen, thay vào đó là những màu sắc tươi tắn như đỏ, hồng, vàng, xanh để mang đến điều may mắn cho tất cả mọi người, bản thân và đặc biệt cho gia chủ. Sau đây là thông tin của gia chủ có thiên can là Nhâm, địa chi Dần, ngũ hành bản mệnh kim bạch kim, cung phi khôn. Phân tích các tuổi hợp xông nhà cho gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần Nam Mạt. 1. Người tuổi Bính Tuất 1946, tổng điểm đánh giá 68 phần 100. Xét về cung phi bạc biến, cung phi của gia chủ là Khôn. Cung phi của nam sinh năm 1946 là Ly, kết hợp cho gia chủ niên là Lục Sát, Thử Hung. Cung phi của nữ sinh năm 1946 là Càng, kết hợp cho gia chủ niên Thứ Cát. Vậy nên chọn người nữ xong. 2. Người tuổi Đinh Hợi 1947, tổng điểm đánh giá 86.5 phần 100. Xét về cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là Khôn. Cung phi của nam sinh năm 1947 là Cẩn, kết hợp cho gia trung niên là Sinh Khí, Đại Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1947 là Đòi, kết hợp cho gia du niên Thiên Y là Thứ Cát. Vậy hai tuổi trên đều xông đất được. 3. Người tuổi Canh Dần 1950, cộng điểm đánh giá 63.5 phần 100. Xét về cung phi bạc biến, cung phi của gia chủ là Khôn. Cung phi của nam sinh năm 1950 là Khôn, kết hợp cho gia du niên Phục Vị, Tiểu Cát. Cung phi của nữ sinh năm 1950 là Càng, kết hợp cho gia du niên là Tuyệt Mạng, Đại Hung. Vậy chỉ chọn người nam xong. 4. Người tuổi Giáp Ngọ 1954, tổng điểm đánh giá 76.5 phần 100. Xét về cung phi bạc biến, cung phi của gia chủ là Khôn. Cung phi của nam sinh năm 1954 là Khảm, kết hợp cho gia du niên là Tuyệt Mạng, Đại Hung. Cung phi của nữ sinh năm 1954 là Cẩn, kết hợp Traya du niên là sinh khí đại cát, vậy nên chọn người nữ xong. 5. Người tuổi Mậu Tuất 1958, tổng điểm đánh giá 73, phần 100. Xét về cung phi Bắc Yến, cung phi của gia chủ là Khôn, cung phi nam sinh năm 1958 là Càng, kết hợp cho gia du niên là Diên niên, thứ cát. Cung phi của nữ sinh năm 1958 là Ly, kết hợp cho gia du niên là Lục Sát, thứ hung, vậy chỉ chọn người nam xong. 6. Người tuổi Kỷ Hợi 1959, tổng điểm đánh giá 66.5 phần 100. Xét về cung phi Bạc Biến, cung phi của gia chủ là Khôn, cung phi của nam sinh năm 1959 là Khôn, kết hợp cho gia du niên là Phục Vị, tiểu cát. Cung phi của nữ sinh năm 1959 là Khảm, kết hợp cho gia du niên tuyệt mạng đại hung, vậy nên chọn người nam xong. 7. Người tuổi Nhâm Dần 1962, tổng điểm đánh giá 66 phần 100. Xét về cung phi Bạc Biến, cung phi của gia chủ là Khôn, cung phi của nam sinh năm 1962 là Khôn, kết hợp cho gia du niên là Phục Vị, tiểu cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1962 là Tốn, kết hợp cho gia du niên là Ngũ Quỷ đại hung, vậy nên chọn người nam xong. 8. Người tuổi Bính Ngọ 1966, tổng điểm đánh giá 69 phần 100. Xét về cung phi Bạc Yến, cung phi của gia chủ là Khôn, cung phi của nam sinh năm 1966 là Đòi, kết hợp cho gia du niên là Thiên Y, thứ cát. Cung phi của nữ sinh năm 1966 là Cẩn, kết hợp cho gia du niên sinh khí đại cát. Hai tuổi trên đều tốt, nhưng chọn người nữ thì tốt hơn. 9. Người tuổi Canh Tuất 1970, tổng điểm đánh giá 40.5 phần 100. Tuổi này không nên xong. 10. Người tuổi Tân Hợi 1971, tổng điểm đánh giá 66.5 phần 100. Xét về cung phi Bạc Yến, cung phi của gia chủ là Khôn, cung phi của nam sinh năm 1971 là Khôn, kết hợp lại cho ra du niên là Phục Vị, tiểu cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1971 là Tốn, kết hợp cho gia du niên là Ngũ Quỷ đại hung, vậy chỉ chọn người nam xong. 11. Người tuổi Giáp Dần 1974, tổng điểm đánh giá 83.5 phần 100. Xét về cung phi Bạc Yến, cung phi của gia chủ là Khôn, cung phi của nam sinh năm 1974 là Cẩn, kết hợp cho gia du niên là sinh khí đại cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1974 là Đòi, kết hợp cho gia du niên Tương Y, thứ cát. Hai tuổi trên đều được, nhưng người nam thì tốt hơn. 12. Người tuổi Mậu Ngọ 1978, tổng điểm đánh giá 54 phần 100. Xét về cung phi Bạc Yến, cung phi của gia chủ là Khôn, cung phi của nam sinh năm 1978 là Tốn, kết hợp cho gia du niên là Ngũ Quỷ đại hung. Còn cung phi của nữ sinh năm 1978 là Khôn, kết hợp cho gia du niên là Phục Vị, tiểu cát, vậy nên chọn người nữ xong. 13. Người tuổi Nhâm Tuất 1982, tổng điểm đánh giá 73 phần 100. Xét về cung phi Bạc Yến, cung phi của gia chủ là Khôn, cung phi của nam sinh năm 1982 là Ly, kết hợp cho gia du niên là Lục Sát, thứ hung. Cung phi của nữ sinh năm 1982 là Càng, kết hợp cho gia du niên là Diên niên, thứ cát, vậy chỉ chọn người nữ xong. 14. Người tuổi Quý Hợi 1983, tổng điểm đánh giá 89 phần 100. Xét về cung phi Bắc Yến, cung phi của gia chủ là Khôn, cung phi của nam sinh năm 1983 là Cẩn, kết hợp cho gia du niên là sinh khí, là đại cát. Cung vi của nữ sinh năm 1983 là đòi, kết hợp cho gia trung niên là thiên y, thứ cát. 2 tuổi trên đều được, nhưng đối với người nam thì tốt hơn. 15. Người tuổi Bính Dần 1986, tổng điểm đánh giá 61/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là khôn, cung phi của nam sinh năm 1986 cũng là khôn, kết hợp cho gia trung niên phục vị, tiểu cát. Cung phi của nữ sinh năm 1986 là khảm, kết hợp cho gia du niên là tuyệt mạng, đại khôn. Vậy chỉ chọn người nam xong. 16. Người tuổi Canh Ngọ 1990, tổng điểm đánh giá 76.5/100. Xét về du niên, cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là khôn, cung phi của nam sinh năm 1990 là càng, kết hợp cho gia du niên là tuyệt mạng, đại khôn. Cung phi của nữ sinh năm 1990 là cấn, kết hợp cho gia chu niên là sinh khí, đại cát. Vậy chỉ chọn người nữ xong. 17. Người tuổi Giáp Tuất 1994, tổng điểm đánh giá 75.5/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là khôn, cung phi của nam sinh năm 1994 là càng, kết hợp cho gia chu niên là thứ cát. Cung phi của nữ sinh năm 1994 là ly, kết hợp cho gia du niên là lục sát, thứ hung. Vậy chỉ chọn người nam xong. 18. Người tuổi Ất Hợi 1995, tổng điểm đánh giá 66.5/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là khôn, cung phi của nam sinh năm 1995 là khôn, kết hợp cho gia du niên phục vị, tiểu cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1995 lại là khảm, kết hợp cho gia du niên tuyệt mạng, đại hung. Vậy chỉ chọn người nam xong. 19. Người tuổi Mậu Dần 1998, tổng điểm đánh giá 61/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là khôn, cung phi của nam sinh năm 1998 cũng là khôn, kết hợp cho gia du niên là phục vị, tiểu cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1998 lại là tốn, kết hợp cho gia du niên là ngũ quỷ, đại hung. Vậy chỉ chọn người nam xong. 20. Người tuổi Nhâm Ngọ 2002, tổng điểm đánh giá 74/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi gia chủ là khôn, cung phi của nam sinh năm 2002 là đòi, kết hợp cho gia du niên là thiên y, thứ cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 2002 là cấn, kết hợp cũng cho gia du niên là sinh khí, đại cát. 2 tuổi trên đều được, nhưng đối với người nữ thì tốt hơn. 21. Người tuổi Bính Túc 2006, cộng điểm 38/100. Tuổi này không nên chọn. 22. Người tuổi Đinh Hợi 2007, tổng điểm đánh giá 66.5/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi gia chủ là khôn, cung phi của nam sinh năm 2007 cũng là khôn, kết hợp cho gia du niên là phục vị, tiểu cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 2007 là tố, nếu kết hợp cho gia du niên là ngũ quỷ, đại hung. Trong trường hợp này chỉ chọn người nam xong thôi. 23. Người tuổi Canh Dần 2010, tổng điểm đánh giá 83.5/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi gia chủ là khôn, cung phi của nam sinh năm 2010 là cẩn, kết hợp cho gia du niên là sinh khí, đại cát. Cung phi của nữ sinh năm 2010, kết hợp cho gia du niên là thiên y, thứ cát. 2 tuổi trên đều được, nhưng chọn người nam thì tốt hơn. 24. Người tuổi Giáp Ngọ 2014, tổng điểm đánh giá 56.5/100. Xét về cung phi bát biến, gia chủ là khôn, cung phi của nam sinh năm 2014 là tốn, kết hợp cho gia du đen là ngũ quỷ đầy khôn. Còn con phi của nữ sinh năm 2014 là khôn kết hợp cho gia du đen là phục vị tiểu cát. Trong trường hợp này chỉ chọn người nữ xong. 25. Người tuổi Mậu Tuất 2018, tổng điểm đánh giá 68/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là khôn. Cung phi của nam sinh năm 2018 là ly, kết hợp cho gia du niên là lục sát thứ hung. Cung phi của nữ sinh năm 2018 là càng, kết hợp cho gia du niên là tứ cát. Vậy nên chọn người nữ xong. 26. Người tuổi Kỷ Hợi 2019, tổng điểm đánh giá 86.5/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là khôn. Cung phi của nam sinh năm 2019 là cẩn, kết hợp cho gia du niên sinh khí là đại cát. Cung phi của nữ sinh năm 2019 là đòi, kết hợp cho gia du niên là thiên nghi thứ cát. Hai tuổi trên đều được, nhưng đối với người nam thì tốt hơn. Thấy giá trị và hữu ích, xin ủng hộ chương trình để thêm nhiều động lực. Mệnh chủ chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký, nhấn hình cái chuông, hình ngón tay trên màn hình điện thoại của mệnh chủ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích nữa và chia sẻ cho mọi người. Kênh Phong Thủy Trịnh Phương xin cảm ơn mệnh chủ đã coi hết video này. Xin kính chúc mệnh chủ luôn luôn gặp mọi sự an khang, hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại mệnh chủ các video tiếp theo. Bye bye.